Thôi cũng xin cảm ơn ba má đã sinh thành con ra và nuôi con lớn khôn ngày hôm nay. Và con muốn giữ cái chân chất một hạt này để con tặng đến ba và má. Thank you.
dầu cho chờ em sống non dồi biệt lạnh, cũng không thể nào ngăn cách được tình ba thương con trong suốt tháng năm. Chính là ba.